Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh Huy Eatun. Các bạn xem kênh Huy Eatun và kênh Eatun Đắk Lắk quê tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Hôm nay mình đi dự đám cưới của cháu Maka. Hôm nay là người ta làm cái tiệc nhỏ nhỏ giống như là bên mình gọi là cái nhóm họ, rồi người ta tổ chức lại sau. Bây giờ mình đi lên nhà nè các bạn. Đây còn cái đường này là từ nhà của cháu Maka đây, đi theo con đường này xuống chỗ khu du lịch của Hồ Lắc, cỡ khoảng cỡ vài trăm mét nữa thôi. Bây giờ mình đi lên nhà đã. Đây là chú rể tên là Y Dự Kaman ở Buôn Dun của huyện Lắc. Năm nay chú rể này mới có 20 tuổi thôi các bạn. Đây là chú rể đây. Đây là món thịt nướng của người đồng bào.
Anh đây là anh hai của Ma Kha, tên là anh Nam. Anh chàng đội mũ đỏ là chú rể, anh đang rót rượu mời anh em. Đi dự đám cưới cháu Ma Kha đến đây đã kết thúc. Xin tạm biệt các bạn nha. Các bạn xem kênh Huy Etun và kênh Etun Đắk Lắk quê tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Cool.